còn lại bích lập. Ôi trời ơi, mời ăn nhiều cái bắp tay mà lừa nha mọi người. Trời ơi, thì cặp với con nãy sao không, con này nhỏ hơn, nhỏ hơn con này chắc không bao của con nãy. Ui xa, hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người tiếp tục đến với channel Bạn Lý Giọt Sống Hoang Dã của anh em tụi mình. Bữa nay thì mình tiếp tục đi lên Buôn Đôn đi trong ánh sáng nha mọi người. Bữa nay thì như thường lệ thì anh em mình tiếp tục đi săn bắt nha mọi người. Nhưng mà bữa nay mình đi thăm bẫy chứ mình không có đi đi đặt nữa nha mọi người. Bữa nay mình đi thăm. Bữa nay mình đi thăm trong ánh sáng nha mọi người. Bữa nay thì mình vừa mới có tới cái điểm thăm luôn nha mọi người. Cái điểm này là mình đặt tầm 10 cái nha mọi người. Điểm này là người ta làm rẫy ở đây nè, người ta thấy thường hay thấy rắn mà rắn to đi không nha mọi người, nhưng mà không ai dám bắt hết. Mình người ta kêu là đen thui à, mình nghĩ là hổ đất hoặc là hổ trâu rồi thôi. Mà bây giờ mình mới đi vô thăm nha mọi người. Bây giờ mọi người theo chân mình đi thăm coi có dính không nha. Hôm bữa mình có rải 10 cái rồi, rải thử 10 cái rồi coi nó có dính không nha mọi người. Cái khu này nó cũng ít chỗ đó, dòng đây qua tới chuồng heo phía bên kia thôi nha mọi người. Thôi bây giờ mình với anh Sáng đi đây, anh Sáng đang đi uống nước phía bên kia nha mọi người. Hello, chào mọi người. Ok, giờ mình vô cái đầu tiên luôn nha mọi người. Cái này có không anh? À, trống rỗng chết mất chuột. Ôi chết mất tiêu rồi thôi chứ. Sao? Cái khu ở một tí là bỏ chuột bỏ xong. Ừ, tí nữa bỏ chuột bỏ xong. Giờ mình qua cái tiếp theo luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình vô cái thứ hai luôn nha. Có to tà ba nè. Ồ, có hàng anh. À, còn 3 kg. Ui trời ơi. Ui trời ơi mọi người ơi. Trời ơi, lần đầu tiên anh em mình được con khủng cỡ này đây mọi người. Ui trời ơi. Hai con này nặng dữ anh. Con này có 3 kg. Đâu tháo bắt ra cho mình xem. Xuống ơi. Ui trời ơi. Ê, cái lồng mà bao nhiêu tao, 70 à? Một, cái lồng này bao nhiêu? 70 mà nó thế này này. Ui trời ơi, mọi người nhìn nè. Ui trời ơi, lần đầu tiên mà đưa cái con cỡ này luôn nha mọi người. Ui. Con này phải 3 kg, 3 kg rưỡi nha mọi người. Ui trời ơi, đã thế. Trời ơi, đã chưa? Giờ để yên, ui, tao đi lấy cái túi rồi bắt ra rồi. Ui trời ơi, mọi người nhìn nè. Đã chưa? Trời ơi, con này phải 3 kg nha mọi người. Trời ơi, nặng trịch à. Ui. Mọi người đã nhìn nè. Cái lồng này phải dài phải 80 nha mọi người. Chiều ngang cũng phải mười mấy. Mà mọi người coi bích lợp luôn nè. Bích lợp luôn nè. Trời ơi. Mọi người nhìn thấy đã chưa? Con này chắc phải 3 kg nha mọi người. Trời ơi. Má lại giờ nó mổ quá. Có ngành à, ông làm ở giường cái bên nghe rắn ông chạy qua. Ông khoái lắm. Khoái lắm. Khoái lắm đúng không? Sao bắt hay vậy? Thì bỏ mồi lẫn vô thôi. Nó có mấy giò à? Đâu có, bỏ mồi lẫn vô thôi. Đâu chưa hả vậy? Hả? Ở bên này nè. Ở đây lâu rồi mà. Mới bắt đấy hả? Ừ. Ai da. Đù, coi chạy hết. Mày chọc cho nó ấy chứ. Ok. Đù. Ôi con này bích lợp quá, giờ không biết sao mà bắt ra luôn nha mọi người. Con này phải 3 kg hơn. 3 kg hơn hả? Con này phải 3 kg hơn. Nắm ở đây được mấy con? Con này phải được ở đây phải được 3-4 con. Thì mình thầy đốt xác không chạy ra. Sao mà chạy. Đây kìa. Đây kìa, cái da nhiều lắm. Cái da mấy con rắn của em ra mà. Ông đưa rắn à? Ừ. Cái da chết dở vậy. Trời ơi. Ma mình. Mọi người nhìn cái lồng này. Má, cái cứng thế này sao ta? Cái lồng như vậy mà bây giờ mà không má biết sao mở. Để bắt nó ra luôn á. Mở. Nè. Không phải, nó đang gồng á. Con này là hổ gì? Trâu. Con này là hổ trâu. Kiểu như nó trời đang phá lợp luôn thôi chứ nó to lắm. À, có cái gì ta? Không, anh không có cái kềm à? Không, rồi cái dao với súng ngắn này. Súng ngắn để đó mà bắn chị. Anh biết sao nó đang gồng ra ha. Chơi thật chắc. Cái chiếc đũa đâu rồi, chịu chân lúc nãy bỏ đâu mất rồi ta. Đâu có đâu. Đi chuẩn bị hết rồi. Ủa hồi nãy to quá ham. Hồi nãy có mấy chiếc đũa cho mọi người. Bây giờ đi thấy rắn to quá ham quăng hết đũa ra rồi. Hả?
Mới chứ, à thì đặt từ hôm qua hôm kia đó. Thì giờ đi thăm thôi. Trời ơi, đãi. Đặt mấy ngày rồi mà. Đúng quá, không có chiếc đũa rồi. Có tay. Trời ơi, con này phải hơn 3 kg nha mọi người. Trời ơi, con này bây giờ không biết sao mới bắt ra luôn. Bây giờ đẩy nó cũng không chịu xuống luôn, bít lợp mất rồi. Sóc xuống, sóc xuống ra. Sóc, đúng rồi. Thì tiếng ai dám ra gần quá. Gần cắn chết á. Điên thì Thuận cứ để... Bị rồi thì ý là giữ cho nó đợi bung okay, thôi. Ok, thả ra. Rồi. Mày cứ... Mọi người nhìn thấy con rắn không? Điên cho nó tự ra đi. Điên mày, mà cứ điên thì cho nó lườn ra. Mày chọc cái thân người á, thân ở kia kìa. Con này phải 3 kg nha mọi người. Đó, bây giờ nó trường lần ra. Ui xà. Ui này. Ui trời ơi, mọi người nhìn ra. Ấn như cái bắp tay mà lửa nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, nó còn to hơn cả cái bắp tay nữa. Hơn như con này phải 2 mét mấy. Ui mọi người nhìn nè. Lần đầu tiên mà được con chà bá lửa như vậy nha mọi người. Sướng nhất quả đất rồi mà. Ôi trời ơi, nhìn cái mình nó sao màu đen đen á ta. Thì nó chuẩn bị lột. Này mày đo cái cổ tay của tao nó to hơn rồi. Ui. Mày. Mày không, nó táp cho mặt rồi. Ui mọi người thấy không? Thôi được rồi. Đồ má nó đốp á. Thôi để xuống cái lồng này mày ném cái ấy ra cho tao. Để đói đỏ hẳn xuống đất đi. Bỏ hẳn xuống đất đi. Thôi, mọi người thấy khủng khiếp không? Cứ đừng đi đừng coi. Ui dạ. Ê, mày đừng có nhúng đi. Ăn phóng. Mày đừng có nhúng đi. Nói chung là nó to quá mình cũng sợ nha mọi người. Mình mà bất cẩn cái là nó táp phải tét tay tét chân luôn á nha mọi người. Sáng vùng vẫy với nó cả buổi trời mà chưa vô được bọc. Đây. Ui, mọi người nhìn nè. Ui xa. Rồi mày kéo lên tí đi. Không, cho đừng. Sao tao giữ đây rồi, em giữ đây rồi mày. Trời ơi. Trời ơi. Lần đầu tiên. Mọi người đại ca đi thăm vườn rồi má quay phỏng vấn cho anh đại ca hay quá. Này. Tối nhớ ai đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Trời ơi. Sao gì? Trời ơi, tay. To hơn cái cổ tay luôn anh. Bắp tay luôn mà. Đó em đo bắp tay của anh coi nào. Đấy, đấy. Tay của anh làm xinh nhê gì? Trời ơi, cũng khiếp cho mọi người. Tủ đoạn này với khiếp này. Ui xà. Lần đầu tiên đại ca toàn em nuôi nhá. Ủa má được túm con rắn trên 3 kg. Con này 4 kg. Ừ, con này phải 3 kg, hơn 3 kg anh. Ui trời, nó to khủng khiếp quá mà. Trời. Cái phía dưới nó sao vàng nó, đó anh à. Nó ở dưới đất á. Nó bò nhiều quá. Nó bò nhiều này. Nó chuẩn bị lột là nó đen. Đường đi ra chỗ nào á. Má, nằm trong đó luôn. Thấy không? Tôi cho mấy con phát á. Phát cho đi qua đó. Mọi người nhìn thấy không? Cái khu chỗ này nè, mọi người coi nè. Mấy cái đường đi mà đi mòn lĩnh luôn nè. Ui trời ơi, dài mà biểu gì kìa, không dính thôi đó. Chứ mới lạ luôn. Đi mòn lĩnh cái đường đi luôn đây mà. Hả? Trời ơi. Như bây giờ phía này một cái hầm này. Ở chỗ tống được nhỉ? Thôi được em đầu tiên luôn nha mọi người. Đã ghê chưa? Ui. Nhìn rắn mà như cái bọc quá. Đó không? Đó. Đây là rắn đầu mùa đấy. To hơn. Trời ơi, đã chưa bao giờ chưa, mà đi chưa, gặp được con này. Quá cái đoạn này. Nếu mà đây bỏ gặp phải gặp phải chạy luôn. Chạy về nhà. Đây là chạy vồ luôn. Vồ luôn chứ em mới gì đâu mà. Có ông chú cũng đang đốt vườn nha mọi người, ông thấy ồn qua ông coi thử. Nó khoái. Anh này do ăn nhiều giấm quá, hèm quá, bụng nó sắp đẻ rồi. Sắp đẻ rồi. Rồi bây giờ mình qua cái tiếp theo luôn nha mọi người. Ok, bây giờ mình vô cái tiếp theo luôn nha mọi người. Cái này là cái điểm, cái lối đi, cái lối ngon, hơi bị ngon luôn nha mọi người. Hy vọng là mình nó dính. Mình đặt hơi sâu một tí nha mọi người. Đi vô thăm nó cũng cực nữa. Ui trời ơi, mỏm luôn nha mọi người. Điểm ngon vậy mà không có luôn, chuột còn luôn nha mọi người. Thôi phát lương cho em nó thôi. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đến cái tiếp theo luôn nha mọi người. Người tiếp tục theo chân Thuận đi nha, giờ mình phát lương cho em nó ra. Tú.
Rồi bây giờ mình vô cái tiếp theo luôn nha mọi người. Có không anh? Lại một chú nữa. Lại một chú nữa. Đấy. Phê phê phê. Ồ. Đã không? Con này như đi cặp với con hồi nãy sao? Không, con này con nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Con này chắc con của con hồi nãy. Ui con trời ơi. Ký tư, ký rưỡi gì mới được ra. Mới được ra. Con này nhỏ. Con được ạ. Cái khu này là điểm mới luôn nha mọi người. Không. Má nó tổng xảy hết mỏ. Cái heo này có hầm này. Khủng khiếp ha. Được. Cái khu này mình đặt có 10 cái thôi nha mọi người. 20 cái, tại vì nó ra mấy ngày mưa thôi. Ừ. Mưa cơn nữa là nó chui qua hang á. Nóng á. Ừ. Đã không? Có hồ trâu á hả? Đây hồ trâu. Đây là em thứ hai luôn nha mọi người. Đã chưa? Quá đã. Nhìn à, nó có một cái túi. Rồi bây giờ mình bắt bỏ chung con này vô luôn nha mọi người. Nào sáng. Hồi sáng là khỏi luôn. Mới có hai chú mà đồ. Mới hai chú mà muốn hết cái bọc trà rồi. Vã hết cả mồ hôi ra rồi nè. Nhìn thấy vậy cái lần đầu tiên trong đời. Ui, con này phải gấp 3 gấp 4 lần con này anh Sáng ơi. 3 lần. Ui, nhìn khiếp chưa? Đó đó. Này mà 3 ký mà. Này mà anh Sáng về buồn nôn thôi đúng bà luôn. Chưa dám cầm. Đúng thật sự chưa dám cầm chứ rồi. Nó dám cầm rồi. Con chú vườn bên cạnh này ông sợ rắn mà tao không rờ được con rắn. Mưa 2021 anh em mới khai mào lần đầu. Rồi bây giờ mình vô tiếp cái tiếp theo luôn nha mọi người. Cái chỗ này mình đặt hai cái ngay chỗ dãy chuồng heo nha mọi người. Hai cái này là hai cái cuối cùng. Đói. Đói anh. Chết chuột rồi. Ồ chết chuột luôn hả? Chết chuột. Thử lấy coi. Đó, nó ăn hết lúa nó chết mẹ ăn hết. Trời ơi. Ừ. Lúa mà lên mầm luôn là mọi người biết rồi. 3 4 ngày rồi. Thôi bỏ nó tí là bỏ luôn. Rồi bây giờ rồi bây giờ mình lên cái cuối cùng luôn nha mọi người. Sớm giờ được hai con. Nói chung là cái khu này mình đặt chỉ có 10 cái thôi nha mọi người. Khu này là điểm mới nhưng mà ít chỗ đặt lắm, mình đặt có được có 10 cái à. Thấy người dân người ta kêu là rắn nó đi nhiều quá. Thành ra mình đặt ở vùng này có chục cái à. Nữa hả? Ôi. Con được 2 ký. Ui trời ơi, được em hàng nữa. Ui xà. Phê phê phê. Đã không? Trời ơi, con này cũng to chứ hả? Mày, con này phải ký rưỡi 2 ký anh. Ui xà. Để bắt rồi. Rồi bây giờ để anh Sáng bắt ra luôn nha mọi người. Ui ôi, hôm nay đã quá mọi người ạ. Trời ơi. Cái khu này mình đặt chỉ có 10 cái thôi nha mọi người. Mà được 3 con. Trời ơi, khủng khiếp chưa. Lần đầu tiên mới thấy cửa này á. Kiểu như ở cái khu giống mình là nó mới vừa mưa mấy trận liên tục. Bây giờ nó mới nắng lên nha mọi người. Nắng lên là bây giờ rắn nó đi liên tục luôn. Đây, đây là em thứ 3 nha mọi người. Giờ anh bắt ra luôn. Coi chừng táp bây giờ anh. Đúng. Đó, bắt tay luôn. Rồi bây giờ anh Sáng kéo nó ra nha mọi người. Ủa con này giống con bông quá ha. Úi xa. Cứ bình thường này mặc áo trắng không. Không nói chơi chứ em quá. Sợ gì. Úi xa. Con này cũng phải ký rưỡi anh. Ký bảy ha. Ừ. Con này cũng to luôn mà. Đã. Có cái đuôi ra sát à, nó mở vòng. Bắt vô là nó. Úi xa. Đã chưa. Úi xa ơi. Cái cuối cùng được tiếp em nữa nha mọi người. 10 cái được 3 con. Úi xa. Phải 5-6 ký ha. Hơn 6 ký. Ui trời ơi, đã chưa? Đầu lắm này với cảm giác mạnh 2021 mọi bà con ạ. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình càng ngày càng phát triển lên nha mọi người. Rồi, trời ơi, đã chưa? Ai nhìn con này cũng đã hả? Tiếp theo là anh em mình sẽ đánh nhiều lồng hơn. Mọi người hãy theo dõi anh em đi... Vậy? Bắt cái món mặn xà nữa. Dạ. Dạ. Sướng quá mà. Rắn nó to táo quá không nói được luôn cho mọi người, nói cả lắp luôn. Cứ phải quay thế này là không nó quay lại là nó xử phát là lại mất mấy giọt máu ăn một miếng thịt bò lúc sáng. Mất hết cụ mất rồi. Trời ơi mọi người nhìn nè, nhìn lại cái con hồi nãy nè mọi người. Ui con này nó mới đã nè mọi người. Trời ơi con này phải 3 ký. Trời ơi, đã ghê nha mọi người. Trời ơi. Hôm nay là ngày sướng rồi. Hôm nay là ngày sướng rồi. Hôm nay là ngày vô kèo. Vô kèo thơm. Hả? Hôm nay phải trên 6 ký. Ừ. Mọi người nhìn nè. 10 cái nha mọi người, thăm 10 cái mà được dừng này rắn nè. 3 cái, 4 cái, được có 3 cái còn 7 cái không được. Nếu mà được cả 10 cái sát sao nổi. Ngon quá. Chỉ cần một ngày được bấy nhiêu thôi mọi người ạ. Trời ơi, là êm sướng. Nói chung là bữa nay là trúng bánh đó luôn đó nha mọi người.
10 cái mà được 3 con. Nói chung cái khu chỗ này mình nghe người ta nói nhiều rồi, kêu rắn nó đi ghê lắm, mà không ai dám bắt nha mọi người. À, mọi người thấy không, gần cái khu chuồng heo này, mọi người coi chuồng heo này. Ui, cứ ơi, muốn nhìn nhìn, nhìn cái thằng nó đã ra cho anh em xem một tí nữa. Trời đã. Ui xa. Cái tay của mày là gọi là cụ. Trời ơi, mọi người nhìn này. Ai nhìn nó khiếp quá mọi người. Nhìn mặt anh Sáng này, nhìn con rắn mà nhìn. Cái cổ à. To gần bằng cái cổ anh luôn rồi anh Sáng. Ui trời ơi mọi người nhìn này. Cái tay mình không xi nhê gì luôn nha mọi người. Ui xa. Đây. Túng túng mà nó chặt nít luôn này. Ui. Ừ. Ừ. Như khúc ống hả? Ừ, như khúc ống, ống luôn á. Trời đã hả? Đồ, bây giờ chỉ muốn đem ra dọc 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 vui thôi. Nó... đã hả? Ui trời ơi, mọi người nhìn này, nhìn cái túi rắn mà bọn mình mê luôn á. Ui trời. Hồi bữa giờ toàn là thăm mấy chục cái nhưng mà toàn dính mini mini không. Bữa nay đồ mình thăm có... lúc nào rắn nó đi, nói chung là giờ nó ra rau khối. Cái trận trước à. Cái trận trước thăm được toàn rắn nhỏ nhỏ mini ừ. Không nha mọi người. Cái đợt này đủ thăm ba con to chà bá luôn, không có mini luôn. Thôi dạ. Thôi bây giờ anh em mình tranh thủ về đây nha mọi người. Ừ. Thôi có gì hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Thôi, dạ. Mọi người thấy video hay nhớ like đăng ký để kênh để ủng hộ anh em tụi mình với nha. Thôi bye bye mọi người nha. Chào thôi, anh em những video tiếp theo mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ và theo chân anh em mình đi săn bắt nha. Rồi. Thôi cảm ơn mọi người nha. Bye mọi người nha.